chấp nhận sự thay đổi. Bạn có biết khi ngồi đọc quyển sách này, thế giới quanh bạn đang liên tục đổi thay biến dịch. Những chồi non nảy lộc thành lá xanh, rồi lại đổi màu trước khi rơi rụng. Ánh sáng từng thời khắc cũng đổi thay, và suy nghĩ cũng theo dòng chảy vô thường, miên viễn. Kể từ khoảnh khắc chào đời, chúng ta liên tục già đi theo mỗi phút giây nhịp thở. Và cũng giống như bất cứ ai, tôi không muốn già, nhưng không có lựa chọn nào khác. Vạn pháp đều vô thường, chẳng có gì vĩnh viễn, chẳng có gì cứ nguyên si như thế, và mỗi người chúng ta cũng đang thay đổi. Ví dụ như thuở bé, chúng ta nhút nhát, rụt rè, nhưng không có nghĩa tính cách chúng ta sẽ mãi mãi như vậy. Tôi của ngày hôm nay không còn là tôi của ngày hôm qua, và cũng không phải là tôi khi còn nhỏ. Nhưng ngược lại, tôi cũng không phải là một người khác. Chúng ta vẫn sẽ là chính mình, một người luôn phát triển, trưởng thành, thay đổi trong từng phút giây, đặc biệt là khi ta cho phép mình lớn lên và thay đổi. Khi cho phép mình thoát khỏi những giới hạn và lo lắng về thời gian, bạn sẽ trải nghiệm sự giải phóng đích thực. Tuy nhiên, sự giải phóng này không dễ đến với những người vội vã, quay cuồng, luôn cảm thấy mỗi ngày đều quá ngắn. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều đã hoặc chưa làm trong cuộc đời và quên đi việc tận hưởng trải nghiệm đang diễn ra trong hiện tại. Chúng ta rượt đuổi, lo nghĩ để đạt được mục tiêu này, ước muốn nọ, lúc nào cũng đẩy mình tới những cái đích mới mà không hề nhìn lại xem mình đang ở đâu, làm gì ngay vào lúc này. Không để ý đến thời gian nghe có vẻ như là một sự lười nhác. Tất nhiên chúng ta vẫn cần nghĩ đến tương lai để có sự chuẩn bị hợp lý. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là hãy biết từ bỏ những điều phù phiếm thường chiếm hết quỹ thời gian quý giá. Khi không có điều kiện để ăn sáng hoặc ăn trưa, thì cách sử dụng thời gian của bạn dường như không còn khôn ngoan nữa. Hãy kiểm tra xem mình có đang hoàn toàn tỉnh thức hay vẫn mải lo cho điều đã xảy ra từ hôm trước, hoặc tính toán những gì có thể xảy ra ngày mai. Việc giải phóng khỏi những giới hạn của thời gian sẽ giúp bạn trở lại với hành động thiết thực, hành động thực sự, chứ không phải là nằm dài ra và chẳng làm gì cả. Bạn không chối bỏ cuộc sống mà chỉ từ bỏ những điều phù phiếm không có nhiều lợi ích ý nghĩa. Bạn có tự do để tìm kiếm những điều mình hứng thú, những gì bạn thực sự muốn làm với cuộc đời mình. Bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ với năng lực sáng tạo mạnh mẽ hơn. Trải nghiệm quá khứ chỉ là kinh nghiệm, còn hiện tại mới quan trọng vì đó là nguồn gốc của tương lai. Để tương lai có hoa thơm, quả ngọt, chúng ta cần quan tâm đến hiện tại. Ngày hôm nay là tiền đề cho ngày mai tươi sáng hơn. Nếu biết nhìn tích cực vào vô thường, bạn sẽ nhận ra chẳng có gì trên thế gian này là không thể. Mọi thứ đều đổi thay, từ khoảnh khắc trước đến khoảnh khắc sau. Chẳng có điều gì, cũng như không có ai, là một bản thể cố định, bất biến. Tính vô thường làm cho cuộc sống thú vị, nhưng cũng đầy thách thức. Điều đó có nghĩa chúng ta hoàn toàn quyết định hướng đi và hành động để có cuộc sống mới thật ý nghĩa. Chúng ta làm chủ cuộc đời, có quyền thay đổi cũng như có trách nhiệm với số phận và hoàn cảnh của chính mình. Với nhận thức đó, bạn sẽ thấy cuộc sống hiện lộ dưới muôn vàn màu sắc, tràn đầy cơ hội của hạnh phúc và trải nghiệm. Bạn có thể loại bỏ những hỗn loạn tạp niệm, tạo cho mình một chương mới trong trang sách cuộc đời. Tôn trọng chân lý, vạn pháp vô thường sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời cũng như mối tương duyên phụ thuộc lẫn nhau của muôn loài hữu tình. Con người thường sợ hãi e dè những biến dịch đổi thay, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể bắt dòng sông dừng chảy. Đó lại chính là điều kỳ diệu ý nghĩa của cuộc đời. Khi nhận ra mọi thứ đều có thể thay đổi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn, rồi sau đó có thể điều chỉnh mình để thích nghi với thế giới. Bạn vẫn yêu mến bạn bè và người thân, nhưng sẽ không đòi hỏi họ phải mãi như xưa,
phải luôn đúng với quan điểm hoặc mong muốn của bạn. Bạn cảm thấy mình sống động và nhạy bén hơn trước những đổi thay, nhưng không phán xét truy đòi. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ bắt đầu lùi lại khi bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc, thay vì phiền muộn vì những gì đã qua. Bạn sẽ thấy mình không còn bám chấp khi hiểu ra bản chất vô thường của mọi xúc tình và hoàn cảnh. Ngay lúc này đây, bạn chưa thể chuyển hóa xúc tình, nhưng đã có thể bắt đầu kiểm soát lời nói, hành động của mình. Bạn sẽ không nói những lời nặng nề, thô lỗ và không còn thấy mình là tù nhân của xúc tình phiền não. Như thế, bạn thầm biết không điều gì có thể khiến mình đau buồn hay vui mừng thái quá. Mọi chuyện xảy đến tự nhiên với những cảm xúc chân thật. Có vui, buồn, nhưng được cân bằng một cách đầy tỉnh giác. Bạn cũng hiểu, dù tâm có chuyển biến tích cực, nhưng chặng đường ngày mai còn nhiều thử thách chông gai. Bạn học cách buông bỏ gánh nặng lo âu để vượt qua thăng trầm cuộc đời, trải nghiệm rằng mọi đau khổ buồn vui đều vô thường, đều sẽ qua đi nếu mình biết chấp nhận và trân trọng chúng. Nhẹ bước. Tôi muốn kể với bạn câu chuyện cổ về một vị thiền sư và người học trò trẻ tuổi. Thiền sư và vị tăng trẻ tuổi chuẩn bị lội qua một con sông. Trước khi xuống sông, họ gặp một cô gái trẻ. Cô này cũng muốn qua sông nhưng không thể lội qua vì quá nhỏ bé và yếu đuối. Vị thiền sư già tốt bụng liền cõng cô gái qua sông. Điều này khiến vị tăng trẻ rất không bằng lòng. Anh cảm thấy thầy mình đã phạm giới luật của các tăng sĩ. Vị tăng trẻ không nói gì trong vài ngày, nhưng càng ngày càng cảm thấy khó chịu và giận dữ với người thầy của mình. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, thầy tu trẻ đã giận dữ trách thầy mình về điều đó. Người thầy phá lên cười và cứ cười mãi. Rồi ông bảo với thầy tu trẻ: "Sau khi qua sông, thầy đã bỏ lại cô gái, nhưng sao con vẫn mang theo cô ấy đến tận bây giờ?" Câu chuyện trên dạy cho chúng ta về nghệ thuật biết buông xả bám chấp. Bạn sẽ bước đi dễ dàng hơn nếu không bị những gánh nặng đè chĩu trên vai. Bạn có thể mang theo rất nhiều hành trang, nhưng đâu là cái bạn cần thực sự vào cuối ngày? Cuộc đời chúng ta có bao nhiêu gánh nặng vô hình mà vô cùng ràng buộc. Quá khứ có thể bám lấy chúng ta. Tương tự như thế, ta đang bám lấy những kỳ vọng của tương lai. Chúng ta mòn mỏi mong cho mọi thứ diễn ra theo ý mình, nhưng thực tế lại không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy đến. Vậy tại sao cứ cố dự đoán tương lai? Chúng ta bị chính sự phân biệt của mình đè nghiến, lo lắng đến phát sốt về những lỗi lầm có thể mắc phải, hoặc bám chấp vào mục tiêu hướng đến, để lại thất vọng tràn trề khi mọi chuyện không như mình đặt ra. Chúng ta thường quan tâm đến một số điều nhất định trong cuộc sống, đặc biệt là những mối quan hệ, nơi ăn chốn ở và công danh sự nghiệp. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng giữa tâm bám chấp mù quáng với tình cảm quan tâm trìu mến như tình thương yêu dành cho con cái hay gia đình mình. Quan tâm đến cha mẹ, công việc hoặc xóm giềng là một điều nên làm. Điều quan trọng là ta nhận ra được khi nào những mối liên hệ đó hỗ trợ và trưởng dưỡng cho ta động lực và cảm hứng, khi nào chúng khiến ta bế tắc, hoảng sợ, khó chịu hoặc thậm chí là chán nản với cuộc sống này. Bám chấp có nghĩa là chúng ta dán nhãn cho ai hoặc điều gì rồi lại chấp thủ vào những nhãn mắc này. Ngay khi làm điều đó, chính ta đang tạo ra nguy cơ làm mình tổn thương và thất vọng nếu mọi thứ không đúng với những gì mình đã lập trình. Khi áp đặt ai đó là của mình, chúng ta sẽ dễ dàng giận dữ hoặc ghen tức nếu người đó không làm theo những gì ta mong đợi. Hoặc chúng ta tự dán nhãn và bó buộc mình trong khuôn khổ cứng nhắc và kiếm tìm hạnh phúc không đúng nơi đúng chỗ. Nếu xả bỏ được bám chấp, bước chân ta đi sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào trái tim mách bảo. Hãy chiêm nghiệm kỹ về điều này.